được cái phương pháp thì thôi bây giờ mình sẽ nghe bà ca sĩ Dung sẽ nói chúng ta biết về cái cảm tưởng khi mà chị đến đây với các sơ các bà dưỡng lão và các cụ già neo đơn đó. Những cái việc hôm nay là lần những cái lần đầu tiên mà hôm nay trong được nhận đến trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên khi mà được fan Việt Nam chuẩn bị cho một cái món quà sinh nhật đặc biệt và được các bà cùng hát sinh nhật tặng Dung, đó là một cái sự rất là hạnh phúc và lần đầu tiên trong đời của Dung được trải qua cái niềm vui này. Tình cảm của các bà mà khi mà Dung tặng từng món quà thì rất là chân thành đối với Dung, cho nên Dung cảm thấy thật sự là rất là xúc động, mà vì dù đất nước khác nhau nhưng mà bây giờ mà ví dụ như là Dung đi về thì chắc là em thấy rất là buồn, nhưng mà cũng may mắn là đã có những cái phút giây dù ngắn nhưng mà thật là ý nghĩa đến như vậy. Thì bên tất cả các sơ giống như các cụ dưỡng lão rất là hạnh phúc, rồi bởi vì Dung không chọn nơi khác mà chọn nơi đây, thì có thể nói là tại sao mà Dung chọn nơi đây để có thể đến để mừng cái sinh nhật, thì bởi vì Dung nói rất là ý nghĩa rất là đặc biệt đối với Dung, nhưng mà các chị cũng hiểu một xíu là tại sao mà Dung chọn được thành nơi đây. Biết rồi, rất là fan mình ghê. Ta 말씀드렸지만 사실은 이렇게 많이 오고 싶은데 루트가 잘 없었어요. 우리 팬 여러분들이 제 생일을 맞이해서 이런 좋은 이벤트를 준비했다길래 사실 잘 안 하고 깜짝으로 저도 방문을 한 거예요. 이러면 아마 많은 팬분들이 또 참여하실 수 있지 않을까 해서 오게 됐습니다. Tại vì cái nơi này là những cái bạn fan ở Việt Nam của Dung là muốn là sẽ lấy món quà bất ngờ sinh nhật của Dung, cho nên cũng không có nói Dung biết là sinh nhật đến cái chỗ nào, mà chỉ là giống như là sẽ làm cái event nào có ý nghĩa và cái bạn này sẽ đến một cách bất ngờ, thì fan cũng như các cụ cũng rất là bất ngờ. Không ngon bất ngờ dành cho nhau, bất ngờ tứ phía báo phía luôn, Dung cũng bất ngờ, các sơ cũng rất là bất ngờ, và các cụ và các fan cũng rất là bất ngờ. Ca sĩ diễn viên, thứ nhất là chúc một ngày sinh nhật rất ý nghĩa, sinh viên chú đang trè đồng âm xuống trên bảng, chúc cho các bạn có ngày thành công hơn, và nhất là đem cái tình thương, cái sự vui tươi và sự nhiệt tình của mình trao đến cho tất cả những người kém may mắn hơn, và xin chúc cho mỗi ngày trong cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Thank you.
sao? Vô và đến thì nơi rất xa, là đến cách đây ở bên Hàn Quốc các bà nó cần 5 tiếng hơn, cho nên đối với được gặp các bà cũng là một cái điều rất là chắc là cũng hơi là kỳ lạ và khó khăn. Vô cảm ơn mọi người rất nhiều. 더 건강하시고 내년에도 더 좋은 일 가득하세요. 아, các bà hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi năm sau càng ngày sống vui khỏe mỗi năm cứ như thế nhé. 안녕, 아, 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 아,